giờ tiến hành mình nạp ti vô trong. Máy này phần mềm nó khá là cũ rồi cho nên mình bấm thì nó cũng hơi là chậm á. Sau khi nạp ti vô menu nè, rồi có sóng sánh đầy đủ, nghe gọi ok. Alo, xin chào các bạn. Mình đang có cái iPhone mà nó bị quên mật khẩu vô hiệu hóa nè. Máy này thì iPhone 5 thôi. Khách hàng lâu lâu lục ra thấy sao mà chắc lâu quá rồi các bạn. Quên mật khẩu mất tiêu. Máy có nhận SIM, có sóng đầy đủ nha. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn là mình 3 bát full nghe gọi cho cái iPhone 5 này. Thì các bạn muốn làm chơi Windows á, đầu tiên á là mình phải tạo được cái Grand USB nha các bạn. Còn một cái USB nè, để mình tạo cái USB boot ha. Các bạn mở Balena lên, rồi các bạn chọn cái file mà các bạn tải về á. Rồi mình tạo cái USB boot nha. Các bạn có những cái máy iPhone hay là iPad mà bị dính mật khẩu vô hiệu hóa không khởi dụng á, thì nếu các bạn không có kiểm tra iCloud chính xác á, thì các bạn không biết, các bạn restart máy lại á, thì nó về màn hình hello á. Có nhiều máy mở được, nhiều máy mở không được nha các bạn. Khá là tiếc ha. Mình cũng gặp nhiều trường hợp mà các bạn có cái máy mà không kiểm tra kỹ á, cứ game vô chạy về màn hình hello á, là mình không có bypass được nha. Rồi sau khi mình tạo USB boot thành công nè, thì các bạn khởi động lại máy. Rồi mình vô cái menu boot á, tùy theo máy tính của các bạn máy gì á, các bạn vô cho chính xác nha. Rồi máy tính của mình là HP nè, thì mình tích chọn vô cái USB của mình thôi. USB của mình là tên gì gì đó, các bạn bấm vô Enter là nó sẽ vô cái Grandmax USB nha các bạn. Rồi các bạn để ý trên này nó có nhiều cái tab giao diện á, mình để ý cái phần mà boot macOS thôi các bạn. Các bạn bấm Enter. Rồi các bạn đợi cho nó boot vô cái màn hình mà giống như là mình dạng như là máy Windows chạy trên nền macOS đó các bạn. Rồi các bạn chọn ngôn ngữ tiếng Anh nha. Rồi đợi. Bấm tiếp tục nè. Trên cái tab trên đầu á, các bạn vô Utility. Vô cái lệnh Terminal các bạn. Rồi các bạn gõ cho mình chữ menu. Enter là tự động nó vô cái giao diện menu rồi nha. Các bạn để ý nè, cái số 1 thì mình vô body DPU, những cái dòng máy các bạn cần bypass tùy. Nhưng mà các bạn để ý dòng số 2 nè, là iPhone 5 của mình á. Các bạn chọn số 2, Enter để mình vô chế độ Bonus DPU các bạn. Mình backup cái passcode lại ha. Rồi nó kêu là đưa cái máy vô chế độ DPU. Thì các bạn cứ đưa vô chế độ DPU bình thường đi. Mình đưa trực tiếp cũng được, tùy các bạn thôi. Các bạn đưa trước đưa sau gì tùy ha. Bây giờ mình đưa vô DPU. Rồi khi mà cái máy vô DPU á, thì trên tool nó sẽ báo ha, để vô Bonus thành công nè. Đó, cứ như vậy thôi, khá là đơn giản. Rồi sau khi vô Bonus thành công á, thì mình tắt. Mình trở lại cái tool, chờ cái tool nó nhận cái điện thoại iPhone 5 á, rồi bắt đầu mình boot ram disk và backup passcode nha các bạn. Rồi lúc này thì mình đợi thôi. Các bạn nhớ nha, nhiều lúc cái con iPhone 5 này mình thấy khá là đẹp á, mà nhiều lúc các bạn không để ý mình restart về mình hello hay gì á, thì không có bypass nghe gọi được nha các bạn. iPhone 5 á mà chỉ dính mật khẩu á, máy nhận SIM sóng đầy đủ thì mình mới làm nghe gọi được nha. Chứ nhiều lúc ví dụ có cái máy như thế này mà các bạn không biết restart về màn hình hello thì cũng khá là tiếc ha. Bỏ cái máy uổng lắm các bạn. Rồi sau khi backup thành công nè, thì các bạn kiểm tra sơ lại cái file backup. Cái này thì mình backup thành công là hầu như mình làm 100% là được nha các bạn. Kỹ thì mình kiểm tra lại cái file backup coi thử đủ không. Rồi mình tiến hành mình kiểm tra cái file thông báo nè, file đăng nhập iCloud nè, có đầy đủ luôn. Rồi để mình read cái AD Apple coi thử nha. Rồi read được luôn các bạn. Cái này mình read để nhiều lúc khách hàng họ nhớ mật khẩu thì mình xóa trắng cái máy được ha. Rồi giờ tiến hành mình factory reset cái máy, thì các bạn đợi cho nó xóa xong nó về màn hình hello á. Tiếp tục mình trở lại cái Redboot USB. Lúc này thì nó nhận SIM nhưng mà nó không có tên nhà mạng nha. Kêu mình nói dễ hiểu là màn hình hello các bạn. Rồi tiếp tục các bạn vô lại chế độ bonus cho nó thôi, giống như lúc đầu mình làm. Khúc này thì mình tua qua khá là nhanh ha, tại cái này nó chỉ lặp lại cái bước ban đầu thôi các bạn, khá là đơn giản.
sau khi vô lại chế độ bonus thành công nè. Rồi tiếp tục mình trở lại cái tool. Các bạn làm như thế này thì hầu như là mình không có cần macOS ha. Trên môi trường Windows các bạn tạo cái UB boot đó, ok là các bạn làm được, khá là lợi hại nha các bạn. Rồi tiến hành mình react cái file bytecode nãy thôi. Rồi mình kiểm tra nghe gọi sóng sánh rồi đầy đủ chưa. Rồi bypass thành công rồi các bạn. Rồi mình đợi cái máy nó boot lên. Rồi mình kiểm tra nghe gọi 4G, 3G đăng nhập tài khoản iCloud, các bạn tải gì các bạn tải ha. Về màn hình hello nè, các bạn thấy không, nó có sóng nè, có tên nhà mạng đầy đủ nha. Ở trên bao tool là báo kích hoạt yes. Cái tool này các bạn muốn chạy được thì mình phải order series nha. Các bạn nào cần làm thì liên hệ với mình. Nói chung nó cũng vui vẻ thôi, cũng không có gì nha các bạn. Giờ tiến hành mình active vô trong. Máy này phần mềm nó khá là cũ rồi cho nên mình bấm thì nó cũng hơi là chậm. Sau khi active vô menu nè. Rồi có sóng sánh đầy đủ. Nghe gọi ok. Các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.